Thì anh không biết khoan, nhưng mà anh dẫn theo em của anh. Em của anh nó khoan giếng giỏi lắm. Nó khoan cái giếng nào ra nước cái giếng đó, ra nước ào ào luôn. Em ở nhà đi công chuyện xíu nha. Anh định đi đâu? Thì anh qua nhà bạn thân em Lan á, em khoan nhìn nó cái giếng. Ủa, nó có nhờ gì em đâu ta? Nó nhờ em chi? Nó nhờ anh điện anh được rồi. Anh là chồng em thì có nhờ thì cũng phải thông qua em chứ. Anh nói em nghe nè, nó điện trực tiếp cho anh dễ hơn, có số anh mà, điện em chi nữa, mất công 2-3 người. Rồi sao nó có số anh? Em không nhớ hả? Mấy lần mà em nhờ anh đi cho đồ cho nó đó, thì nó lấy số từ đó đó. Ủa, em nhớ em nhờ có một lần hà. Thì em nhờ một lần, mấy lần sau anh tự qua anh cho đồ cho nó. Rồi nhà nó có giếng rồi còn nhờ anh khoan gì nữa? Anh nói nghe, chồng đi công tác một tháng nay rồi, cái giếng nó bây giờ mà nhà anh bấm chằng chịt hết rồi, không có nước. Anh phải qua khoan, không nước nó mới được. Sao nó chờ chồng nó mà nhờ anh kỹ ta? Anh mới nói xong là chồng nó đi công tác một tháng nay. Ủa bị gì vậy? Chán nó nóng không mà sao quên rồi? Mà anh có biết khoan giếng đâu, tự nhiên nhờ anh. Thì anh không biết khoan, nhưng mà anh dẫn theo em của anh. Em của anh nó khoan giếng giỏi lắm. Nó khoan cái giếng nào ra nước cái giếng đó, ra nước ào ào luôn. Vậy anh cho em đi theo chứ nha. Em đi theo làm chi? Em ở nhà đi giúp nó một xíu anh về à. Em qua càng ngày cửa rửa sao anh giúp được. Chuyện qua em chơi với thằng Lan có ảnh hưởng gì đâu mà không được. Không có được. Em qua nói em nghe nè, em qua em đứng sàn rèn á, sao anh khoan được? Chỉ để anh với thằng em của anh khoan được rồi. Em qua làm chi? Lẹ lắm, sáng anh về à. Gì? Cái giếng mà khoan cả đêm mà nó lẹ. Em đi theo với em sợ ma lắm. Thôi nói em nghe nè, bây giờ thằng em của anh nó khoan một cái giếng này đã cực khổ rồi, bây giờ qua nữa hai cái giếng sao nó khoan. Vậy thì anh để mình nó đi, anh đi theo làm gì? Anh nói em nghe, thằng em của anh với anh nó đồng nhất, anh phải chỉ đạo nó mới làm việc hiệu quả được, nó khoan giếng mới ra nước được. Mời đẹp không có anh nó làm được đâu. Thôi đi nha, em ở nhà đi, ở nhà đi. Cái gì cứng cứng nè ta, khi mình hai cái giếng mà thằng anh với thằng em đồng nhất, mình muốn qua nhà con Lan bây giờ.